Một nghệ sĩ V-Biz bị bắt vì ma túy, đối diện án 7 đến 15 năm tù, đang chờ ngày ra tòa và không còn đường hoạt động showbiz. Học trò của bà Bầu Hồng Vân gần như không còn đường trở lại với nghệ thuật sau khi bị bắt và đề nghị truy tố về tội tổ chức sử dụng chất ma túy. Vào tháng 11 2022, Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị truy tố Hữu Tính, tức Trần Hữu Tính, về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo khoản 2 điều 255 Bộ luật hình sự, khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Viện kiểm sát nhân dân quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hoàn tất cáo trạng truy tố ra tòa nhân dân quận 8 đối với Hữu Tính. Như vậy, nếu Hữu Tính bị kết án như cáo trạng, đối diện với mức phạt 7 đến 15 năm tù, nam diễn viên sẽ hầu như không còn khả năng trở lại với nghệ thuật. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu kết luận của cơ quan công an là Hữu Tính vi phạm pháp luật, sở sẽ đưa ra các quyết định xử phạt hành chính phù hợp. Trong khi đó, nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Dâu, chủ tịch Hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng sự việc của nam diễn viên sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của nghệ sĩ trong lòng công chúng. Theo ông, nghệ sĩ ngoài nhiệm vụ làm nghệ thuật còn phải thực hiện đúng trách nhiệm của công dân, quy ước của xã hội. Đặc biệt, nghệ sĩ phải giữ hình ảnh trước công chúng bởi họ được khán giả thần tượng hâm mộ. Sự việc của Hữu Tính cũng được xử lý theo quy định pháp luật như mọi công dân Việt Nam. Hiện tại chưa có bản án chính thức từ cơ quan chức năng, nhưng những thông tin tiêu cực về Hữu Tính là lời nhắc nhở với anh chị em nghệ sĩ, nhất là các bạn trẻ. Mỗi người cần phải tuân thủ theo pháp luật, giữ hình ảnh của mình. Về việc xử lý nghệ sĩ vi phạm pháp luật, tại hội nghị đánh giá kết quả hoạt động thông tin điện tử năm 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023, đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng quy trình xử lý người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật vi phạm pháp luật. Cụ thể, người hoạt động nghệ thuật như ca sĩ, diễn viên sẽ bị xem xét cấm sóng, cấm biểu diễn nếu vi phạm pháp luật. Trước khi bị bắt giữ vì tổ chức sử dụng ma túy, Hữu Tính là một trong những diễn viên hài trẻ được yêu thích. Anh trưởng thành từ sân khấu kịch của bà Bầu Hồng Vân. Nam diễn viên được khen vì lối diễn hài tự nhiên, duyên dáng, không màu màu. Tên tuổi của Hữu Tính được nhiều khán giả biết tới khi cùng nhóm kịch X-Pro tham gia Cười Xuyên Việt và giành giải quán quân. Tiểu phẩm Bến Vắng của X-Pro đạt 54 triệu lượt xem và trở thành tiểu phẩm được yêu thích nhất tại Cười Xuyên Việt 2016. Sau đó, nam diễn viên tách nhóm hoạt động solo và cũng nhanh chóng có chỗ đứng trong nghề. Anh góp mặt trong nhiều game show như Ơn Giời, Cậu Đây Rồi, Nhanh Như Chớp. Hữu Tính cũng tham gia một số phim như Ai Chết Giơ Tay, Nhà Không Bán. Hữu Tính từng có thời gian đối diện với nợ nần khi gia đình phá sản. Nam diễn viên kể có giai đoạn phải trả nợ 60-70 triệu đồng mỗi tháng, nhưng sau đó nhờ hoạt động nghệ thuật anh đã trả nợ được cho gia đình.